Vũ Động Càn Khôn phần 10 tập 13, Hồng Hoang tái hiện thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hàng trăm con thanh long uốn mình quanh lâm động, tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang vọng, thứ uy lực cổ xưa mà nặng nề của long tộc bao trùm toàn bộ thiên yêu điêu tộc. Uy lực long tộc Sự thay đổi của lâm động khiến ngô cửu u phải giật mình, ánh mắt nhìn lâm động có phần cổ quái. Lâm động rõ ràng là con người chân chính, nhưng thứ uy lực long tộc kia lại vô cùng thuần chính thậm chí một số cường giả cấp cao trong long tộc cũng không thể sánh bằng. Điều này thật sự khó hiểu. Thú vị thật, người không chỉ có tổ thạch, tổ phù mà giờ lại có cả uy lực của long tộc. Ngô cửu u cười nhạt, ánh mắt không có chút ý cười nào. Trên cánh tay, những đường hoa văn đen nhu động tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo. Có điều, dù có nhiều thủ đoạn thế nào thì hôm nay người chắc chắn phải chết. Hàn quang lóe lên trong mắt ngô cửu u, cuối cùng không do dự nữa, chân rậm trên không, ảo hương màu đen cuồn cuộn thân ảnh hắn xuất hiện phía trước lâm động ngón tay chỉ ra ảo hương ngưng tụ nhằm thẳng chán lâm động bắn tới xoẹt đôi long rực sau lưng lâm động đập mạnh cuồng phong bùng nổ hắn nhanh chóng lùi ra sau tránh công kích của ngô cửu u ầm vừa lui về sau lâm động ngay lập tức triển khai công thế chỉ thấy tay hắn cầm quyền trượng lôi quang cuộn trào vô số trượng ảnh hiện ra ập tới ngô cửu u như vũ bão toàn trò trẻ con ngô cửu u cười khẩy hắn vạn tay phía trước bỗng ngưng tụ một cánh hoa đen chặn đứng trượng ảnh đi ngô cửu u búng tay cánh hoa trước mặt đột nhiên bắn ra khí thế sắc bén sạch tan hư không nhằm thẳng cổ họng lâm động mà lao tới keng lâm động đưa quyền trượng ra khẽ đập lên méo cánh hoa khiến nó lệch hướng rồi bay lên phía trên đầu hắn vừa giao đấu lâm động đã thể hiện được kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm trải qua bao trận sinh tử đã cho hắn thần kinh vô cùng nhạy bén trong chiến đấu thể hiện bản lĩnh thật đi nếu không thì ngươi không có cơ hội đâu. Ngô cửu u lạnh lùng nói, hắn giơ bàn tay ra, ảo hương ngưng tụ lại thành vô số bông vĩnh, hằng ảo ma hoa, tỏa ra một thứ năng lượng quỷ dị. Lâm động nhau mắt, rồi cũng không khách khí, hít sâu một hơi, khi thở ra thì giống như tiếng long ngâm tựa tiếng sấm rền, rào. Ánh sang ngọc dịu nhẹ tỏa ra từ trong cơ thể lâm động, 300 con thanh long quanh người hắn cũng bắt đầu đổi màu, cuối cùng biến thành màu tử kim. Đôi mắt lâm động lúc này cũng ánh màu tử kim, khí tức bạo tăng, rõ ràng hắn đã động dụng đến sức mạnh của long cốt hồng hoang. Như vậy mới thú vị. Ngô cửu u cười khẩy, rồi hắn nắm tay lại, vô số bông vĩnh hằng ảo ma hoa lao tới như vũ bão về phía lâm động. Lâm động cầm lôi đế quyền trượng, hai mắt khép hờ, rồi đột nhiên trừng mắt, ba trăm con tử kim long cùng lúc gầm lên. Huỳnh! Lâm động hóa thành một đạo tử kim quang lao tới, ba trăm con tử kim, long quấn quanh người hắn, giống như một con cự long, phát ra thứ uy lực vô tận rầm rầm rầm, tử kim quang lao tới, những bông vĩnh hằng ảo ma hoa kia lập tức nổ tung, không gian cũng như méo mó cả đi. Thân hình Ngô Cửu U không hề động đậy, hắn đầy coi thường nhìn quang ảnh đang lao tới với khí thế hung hãn, hắn mặc cho quang ảnh lao tới, rồi chậm chậm giơ cánh tay màu đen lên, mở rộng bàn tay, rồi chờ lôi đế quyền trượng đâm vào. Bùm bùm, lôi đế quyền trượng với sức mạnh của 300 con tử kim long, đâm thẳng lên bàn tay Ngô Cửu U, không gian vang lên tiếng nổ động trời sóng năng lượng ma sát với không gian phát ra những tiếng nổ như sấm rền. Thế nhưng, Ngô Cửu U dùng tay không chống lại công kích hung mãnh của Lâm Động, thân thể không hề động đậy, cánh tay kia thậm chí không rung lên là bao, chỉ là hoa văn vĩnh hằng ảo ma hoa trên cánh tay lúc này tan đi một chút mà thôi. Lâm Động thấy thế, thần sắc cũng thay đổi, Ngô Cửu U quả nhiên không đơn giản, chẳng trách mà tiểu điêu cũng thua thiệt. Uinh! Ngô Cửu U cười lạnh, bàn tay xoay một vòng rồi tung trường. Minh! sức mạnh cuồng bạo xung kích đánh tan tử kim quang lâm động tạo ra những con tử kim long quay người hắn cũng biến mất không ít hừ một trường đánh lui lâm động sát ý trong mắt ngô cửu u càng nặng thêm thân hình khẽ động vô số tàn ảnh xuất hiện quanh lâm động cánh tay màu đen với thứ sức mạnh đáng sợ tấn công như vũ bão keng 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 lôi đế quyền trượng cũng biến thành vô số đạo lôi quang bảo vệ quanh người nhưng rõ ràng hắn có hơi yếu thế một số đòn của ngô cửu u thậm chí đã phá vỡ được tầng phòng ngự đánh thẳng lên người hắn, công kích mạnh mẽ thế này, nếu không phải lâm động có lòng cốt hồng hoang, thì chắc chắn đã trọng thương. Khi lâm động đang gắng sức rằng co với ngô cửu u trên đỉnh núi phía xa, tiểu đội của tiểu điêu đã tiếp cận một ngọn núi, bạch quang tỏa ra từ phá ma phủ tỏa ra bao trùm quanh họ, cách ly khỏi ảo hương bên ngoài. A điêu đại ca, lâm động huynh hình như sắp không gắng gượng được nữa. Một cường giả sắc mặt hơi thay đổi, lên tiếng. Tiểu điêu khựng người quay lại thì thấy lâm động đang bị ngô cử u áp đảo đồng tử co lại nắm đấm siết chặt a điêu đại ca hay là huy si giúp lâm động huynh đệ đi ở đây cứ để bọn đệ một người khác nói xem tình hình thì dường như lâm động không được ổn lắm tiểu điêu nghe thế trầm ngâm một chút nhưng rồi lắc đầu trước sự kinh ngạc của hai người kia huynh ấy đã nói đối phó được thì nhất định sẽ được chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình đi đã rõ hai người kia gật đầu nhìn nhau thì đều nhận ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương họ thực sự không hiểu tiểu điêu lấy đâu ra niềm tin như vậy ngay hắn cũng bại trong tay ngô cửu u cơ mà tuy lâm động thủ đoạn nhưng dù sao khoảng cách cũng quá xa chỉ là dù có không hiểu nhưng tiểu điêu đã nói vậy thì họ cũng không tiện nói gì nữa ba người xông vào trong ảo hương rồi tiến thẳng tới đỉnh núi lúc này tiểu điêu mới liếc nhìn về phía xa khi chỉ còn một mình hát nở mới lầm nhầm người ấy mà đừng có mà toi không lại mất mặt người huynh đệ này Bùm! Cánh tay đen giống như con độc long, với tư thái ngang ngược cực diểm đánh tan lớp phòn ngự lôi quang, rồi nhanh như chớp oanh kích lên ngực lâm động. Âm thanh trầm đục vang lên, lâm động cảm giác như ngực sụt hẳn xuống, thân thể bay ngược ra sau, máu tươi không kìm được mà phun ra. Tuy hắn có long cốt hồng hoang, nhục thể vô cùng cứng rắn, nhưng chúng công kích mãnh liệt đó của ngô cửu u cũng khiến hắn không dễ chịu chút nào. Xương cốt của người cũng khá đấy. Ngô cửu u nhìn lâm động châm chọc, nhưng trong mắt cũng có chút kinh ngạc đòn vừa rồi của hắn đừng nói từ Huyền Cành dù là cường giả chuyển luân cảnh nếu chúng phải cũng sẽ có thương thế nhưng Lâm Động ngoài việc bị hộc máu ra thì khí tức không hề có dấu hiệu bị trọng thương năng lực đó khiến Ngô Cửu U cũng phải thấy kinh ngạc đó cũng là bản lĩnh cả đấy Lâm Động quệt máu đi ngữ khí vẫn rất bình thản đúng là bản lĩnh Ngô Cửu U gật gù nụ cười dần trở nên hung hãn có điều đã có cứng thế nào cũng bị đập vỡ thôi để xem ngươi chịu được bao nhiêu lờ nờ vừa dứt lời cánh tay hắn bùng phát hắc quang tà ác vĩnh hằng ảo ma hoa trên đó cũng dần nở rộ những tia hắc quang trên cánh tay giống như gốc rễ của hoa mọc chạy khắp nơi nhanh chóng ngưng tụ những luồng năng lượng đáng sợ hãy xem ta một quyền đánh ngươi tan thành tương đây ngô cửu u cười hung hãn nắm đấm siết chặt ngay không gian cũng bắt đầu biến dạng lâm động nhổ ngụm máu trong miệng ra trong ánh mắt có phần nặng nề hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cánh tay ngô cửu u đúng là một kẻ đáng gờm lâm động buông lòng lôi đế quyền trượng ra rồi hai tay khẽ hợp vào nhau kết thành pháp kỳ lạ sau khi ấn pháp kết thành từ kim long quanh người hắn dần trở nên an tính một thứ dao động huyền ảo tỏa ra từ long bàn tay hắn luồng dao động này chạy từ trên xuống dưới cuối cùng chui xuống lòng đất vào khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều cảm nhận thấy mặt đất dưới chân rung chuyển cảm giác giống như có cự long đang tỉnh dậy vậy năng lượng bên dưới lòng đất giống như thủy triều dâng thực vật trên mặt đất bắt đầu khô héo một thứ mùi vị hoang vu dần dần lan tỏa lâm động chầm chậm đưa tay về phía mặt đất rồi khẽ nắm lại không gian văng lên giọng nói trầm đục của hắn thiên địa vạn vật tận hóa hoang vu đại địa rộng lớn dung chuyển dữ dội vô số cường giả thiên yêu điêu đều kinh ngạc nhìn cả không gian xung quanh đang nhanh chóng khô héo họ cảm nhận được trong lòng đất dường như có vạn luồng năng lượng hùng hồn đang hội tụ về một hướng đó là nơi lâm động đang đứng huynh Sau cái siết tay của Lâm Động, mặt đất dưới chân hắn cuối cùng nứt ra, tất cả mọi người cùng kinh ngạc nhìn thấy một cột quang trụ hàng vạn trượng bắn thẳng lên trời. Quang trụ năng lượng này phía dưới nối với mặt đất, điểm tận cùng nối với Lâm Động, luồng năng lượng hùng hồn đó dường như đang chảy vào người hắn. Phụt. Khi năng lượng truyền vào, thân thể Lâm Động phình to ra gấp đôi, dù năng lượng nhiều đến mức đó, nhưng với Lâm Động không có chút gì gọi là không thích ứng cả. Hắn hiện giờ đã có long cốt hồng hoang, chỉ cần không phải năng lượng khủng bố đến cực điểm muốn khiến hắn nổ tung không phải dễ mái tóc đen của hắn cũng xõa ra ánh tử kim quang trong mắt giống như thực chất hai luồng hơi thở từ mũi giống như con khí long nhu động một luồng khí tức cực đoan đến kinh người bùng nổ từ trong người hắn giống như bão tố khiến phong lôi cuồn cuộn dâng tràn đại hoang vu kinh khi thực lực lâm động tăng tiến bộ võ học cao thâm khó lường này cũng dần bộc lộ được vi năng to lớn của mình trước đây lâm động chỉ biến được một khu vực vài trăm dặm trở nên hoang vu nhưng đến nay không gian này đã vượt quá nghìn dặm phóng tầm mắt là cả một không gian hoang vu không điểm tận cùng đại hoang vu kinh vẫn bá đạo như thế cũng có chút bản lĩnh ngô cửu u thấy lâm động khí thế tăng mạnh vẻ khinh thường nơi khóe miệng cuối cùng cũng nhạt dần một tiểu tử chỉ là từ huyền cảnh đại thành mà khiến hát kinh ngạc mức này điều đó đủ để khiến hắn bớt coi thường rồi có điều chỉ không biết ngươi bây giờ có chặn được công kích của ta không ngô cửu u chầm chậm siết tay lại vĩnh hằng ảo ma hoa trên cánh tay nở rộ trong sự yêu dị tỏa ra mùi vị tử vong dao lâm động bước chân ra tiếng long ngâm kinh người vọng ra từ cơ thể vô vàn con tử kim long lao vun vút quanh người hắn tám trăm con nhờ sức mạnh của đại hoang vu kinh trong cơ thể lâm động đã ngưng tụ được tám trăm con tử kim long toàn thân lâm động được ánh tử kim quang che phủ ánh sáng chói lòa giống như vòng mặt trời rực rỡ phóng ra những luồng năng lượng đáng sợ khó lòng hình dung lâm động ngẩng lên đôi mắt tử kim quang của hắn nhìn chăm chăm về phía ngô cửu u rồi ngay sau đó đôi long rực sau lưng hắn vỗ mạnh huỳnh tiếng sấm rền vang khắp không gian thân ảnh lâm động bỗng nhiên biến mất ngay chuyển luân cành, cũng chỉ thấy trên trời lóe lên một tia tử kim quang tia sáng bay đến đâu không gian biến dạng đến đó một vệt tử kim dài vạn trượng gần như chỉ chớp mắt đã hiện ra ngô cửu u nhìn ánh kim quang đang lớn dần trong mắt với tốc độ kinh người đồng tử co nhỏ lại rồi hắn gầm lên một tiếng tựa dã thú cánh tay siết thành đấm rồi tung quyền. Ma khí tà ác bùng phát từ trong cánh tay hắn, biến thành một bông hoa màu đen xoay tròn, tỏa ra thứ năng lượng đáng sợ. 800 con tử kim long lao tới, mặt đất phía dưới nứt toác ra thành những rãnh khổng lồ. Bùm! Long quyền màu tử kim xé tan hư không, với tư thái kinh hoàng đánh thẳng lên bông hoa đen trên nắm đấm ngô cửu u. Vào khoảnh khắc va chạm, dường như không gian cũng đông cứng lại, rồi một vòng mặt trời chói trang hiện ra trên không trung, xung kích lực khó lòng hình dung tựa như lúc xoáy bùng nổ cả không gian bị luồng xung kích lực đó xé tan tành vô số tộc nhân thiên yêu điêu đều ngẩng lên nhìn với ánh mắt chấn kinh không ai có thể ngờ một kẻ chỉ là từ huyền cảnh đại thành lại có thể đánh với ngô cửu u tới mức này vút trước vô số ánh mắt chấn kinh trong vầng mặt trời trói trang kia bỗng có hai thân ảnh bắn ngược ra bước chân có phần loạn choạng rõ ràng đều bị tổn thương dầm lâm động dậm mạnh chân xuống mới giữ vững được thân thể một cánh tay của hắn hơi run rẩy năng lượng cuồng bạo đã xâm nhập và muốn phá tan cơ thể hắn hừ nhưng lâm động chỉ hử lạnh một tiếng thôn phệ lực vận chuyển nuốt gọn chúng rồi hắn ngẩng lên ánh mắt băng hàn nhìn ngô cửu u ở phía xa ngô cửu u lúc này rõ ràng cũng không tốt không chỉ phục tả tơi mà ngay cánh tay cũng có vết máu chảy ra hoa văn vĩnh hằng ảo ma hoa tối đi rất nhiều rõ ràng vừa rồi hắn cũng không có được ưu thế là bao tên khốn kiếp vẻ mặt ngô cửu u có phần hung hãn tuy máu trên cánh tay hắn rất nhanh lại được hút vào cơ thể vết thương cũng nhanh hồi phục nhưng ánh mắt hắn đầy bạo nộ hắn không thể ngờ được mình lại bị lâm động bước đến mức lưỡng bại câu thương thế này xem ra người cũng không mạnh như tưởng tượng cơn đau trên cánh tay lâm động dần tan biến hắn nhìn ngô cửu u nói người tưởng với chút thủ đoạn đó mà đánh bại được ta sao ngô cửu u cười khẩy sức mạnh tăng lên của lâm động không thể kéo dài lâu một khi nó rút đi thì hắn sẽ lấy gì kháng cự ta không có hứng thú đánh bại ngươi chỉ cần khi bọn tiểu điêu phá giải được trận pháp là ngươi chắc chắn sẽ chết lâm động cười thích thú ngươi đồng tử lâm động co lại vội vàng nhìn thì mới phá hiện bọn tiểu điêu đã tiếp cận cả 69 đỉnh núi một khi vĩnh hằng ảo ma hoa bị tiễu trừ thì trận pháp sẽ vỡ cường giả thiên yêu điêu tộc lập tức sẽ hành động đến lúc đó kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm hơn nữa kế hoạch thế bại thì hai người bọn thiên ảo vương tuyệt đối sẽ không tha cho hắn người là tên khốn kiếp ánh mắt ngô cửu u hoàn toàn tối sầm hắn đã bị lâm động kéo dài thời gian quá nhiều nếu cứ thế này thì chắc chắn kế hoạch sẽ thất bại không thể kéo dài thế này được nữa ngô cửu u nghiến răng hai tay kết ấn thân thể bỗng chốc phình to ra cuối cũng nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của lâm động lâm động sững người hắn tự phát nổ sao không đúng lâm động nheo mắt vì hắn thấy ảo hưởng đang ồ ạt tràn về hướng này tiểu tử đây là người ép ta nhưng được chết dưới chiêu này thì ngươi coi như cũng không uổng giọng nói của ngô cửu u vang lên lâm động thấy cảnh tượng quỷ dị đó gương mặt có phần ngưng trọng tay siết chặt lại có 800 con tử kim long uốn lượn quanh người vĩnh hằng ảo à ma thân khi lâm động sẵn sàng nghênh đầy ngô cửu u hô lên một tiếng ầm ầm sau tiếng hô đó đám sương mù bằng máu đang tản ra bỗng tụ lại hòa cùng với ảo hương màu đen ảo hương ngày một lan tỏa nhiều hơn Tộc nhân thiên yêu điêu ở phía dưới kinh hoàng khi nhìn thấy một bông hoa hắc ám khổng lồ hiện ra với sắc đỏ của máu. Bông hoa khổng lồ khẽ vươn cành lá, ngô cửu u lúc này thân thể dường như đã biến thành bông vĩnh hằng ảo ma hoa, vô số xây leo huyết sắc giống như những con độc long uốn lượng, ảo hương biến thành mây mù bao quanh người hắn, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. <laughs> ha ha, thế nào, giờ người còn muốn đấu với ta không? Bông hoa hắc ám đung đưa qua lại, tiếng cười chói tai của ngô cửu u vang vọng mặt đất tía dưới lập tức tách ra thành vô số đường nứt lớn sức mạnh kinh người đó khiến người ta phải run rẩy lâm động nhìn ngô cửu u với vẻ mặt ngưng trọng lông mày hắn nhăn tít lại hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của ngô cửu u đã tăng lên không ít bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim quan trọng là hắn ta trốn trong thân hoa nếu không tìm ra bản thể tấn công bừa bãi thì rất có thể chẳng được gì mà lại tốn sức ha ha ngô cửu u cũng nhận ra sự lưỡng lự của lâm động liền cười lớn. Những sợi dây leo đen lập tức bắn tới như vũ bão, có điều không phải tấn công lâm động mà là nhằm tới những nhóm nhỏ tiếp cận vĩnh hằng ảo ma hoa. Công kích đột ngột này khiến bọn họ bất ngờ không kịp trở tay, nhưng cũng may họ đều là tinh anh của thiên yêu điêu tộc, cũng không bị thương vong gì, chỉ là tốc độ giảm đi. Lâm động thấy thế, ánh mắt tối lại, thân thể biến thành màu ngọc trong suốt, dường như nhìn thấy cả bộ xương ngọc trong cơ thể hắn. Giao! Tiếng long ngâm vọng ra từ cơ thể lâm động, hai tay hắn siết chặt, đưa sức mạnh toàn thân lên cực điểm, 800 con tử kim long lại xuất hiện. Một nghìn con. Khi một nghìn con tử kim long ngưng tụ thành hình, bề mặt da lâm động cũng xuất hiện vết máu, đây là cực hạn của hắn rồi. Giết. Tiếng hô trầm đục tựa tiếng long ngâm vọng ra, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn bông hoa hắc ám khổng lồ kia rồi thân hình lao vút tới. Một nghìn con tử kim long sơn anh múa vuốt lao tới, tiếng gầm thét vang vọng khiến cả trời đất rung chuyển tiểu điêu tung ra những tê tử hắc quang cắt đứt hết những sợi dây leo đang tấn công hắn không ngờ đã đến mức này bên cạnh tiểu điêu một cường giả thiên yêu điêu tộc nhìn cuộc giao đấu trên không trung ở phía sau mà không kìm được kinh than giọng nói cũng mang chút lo lắng lâm động giữ chân ngô cửu u được lâu như vậy đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên nhưng lúc này chiêu số của ngô cửu u vô cùng lợi ơ hại bông hoa hắc ám khổng lồ kia phát ra thứ năng lượng khiến họ cũng cảm thấy ra đầu tê dại tranh thủ thời gian đi tiểu điêu nói rồi tay hắn lóe bạch quang đánh tan hết ảo hương đang tràn tới ngay sau đó trên đỉnh núi cách đó không xa hiện ra một bông vĩnh hằng ảo ma hoa tìm được rồi chuẩn bị tín hiệu sau khi tất cả đã đến nơi thì ra tay cùng một lúc tiểu điêu khẽ thở phào nói rõ hai người kia nghe thế lập tức đáp lời tay nắm lại lập tức có một đạo quang phủ hiện ra giờ phải hy vọng lâm động huynh đệ có thể kéo dài thêm một chút nữa một người khẽ thở dài họ đã đến lúc quan trọng nhất chỉ cần thêm một chút thời gian nữa là họ sẽ thanh trừ được vĩnh hằng ảo ma hoa phá giải đại trận chỉ có điều với tiền đề là không bị ngô cửu u ngăn cản nếu không thể cùng một lúc giải quyết hết vĩnh hằng ảo ma hoa thì sẽ khiến đại trận phát nổ dù đại trận bị phá nhưng ảo hương tỏa ra sẽ là rắc rối lớn hơn nữa họ cũng không thể kéo dài thêm nữa ảo hương ngày một nhiều thực lực ngô cửu u lại càng ngày càng mạnh vì thế dù là vì giúp lâm động thì họ cũng bắt buộc phải phá vỡ đại pháp nhanh nhất có thể. Tiểu Điêu ngoảnh đầu nhìn phía xa, nơi đó có một thân ảnh đang lao thẳng về phía bông hoa hắc ám khổng lồ với tư thế không sợ chết, tay không kìm được mà siết lại. Chuẩn bị động thủ. Giọng Tiểu Điêu trầm đục, phá ma phủ trong tay tỏa ra bạch quang dịu nhẹ, giờ có lo lắng cũng chẳng ích gì, nếu họ không thể phá giải đại trận thì mọi việc lâm động đã làm được thành vô ích. Ha ha, khí thế không tồi, có điều chỉ là châu chấu đá xe mà thôi trên bầu trời tiếng cười chói tai của ngô cửu u vang lên vô số sợi dây leo đen giống như hàng nghìn con độc long lao tới như vũ bão cuối cùng đâm thẳng vào lâm động được bao quanh bởi một nghìn con tử kim long dầm cú va chạm này giống như hai tảng thiên thạch đâm vào nhau hai bên phát ra những luồng năng lượng vô cùng khủng khiếp mặt đất phía dưới bị toát ra dưới làn sóng xung kích lực đó vô số con tử kim long nổ tung hàng ngàn sợi dây leo đen cũng nổ thành chất dịch màu đen phát ra vô vàn tiếng kêu thảm thiết Bùm bùm bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang lên trên không trung, hai luồng năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao. Ha ha, dù thực lực ngươi có tăng mạnh trong thời gian ngắn thì sao chứ? Công thế đó ngươi tạo ra được mấy lần? Rõ ràng Lâm Động bị yếu thế về mặt này, không dễ gì ngưng tụ được từ Kim Long, nhưng Ngô Cửu U không chỉ bản thể có thực lực chuyển luân cảnh, mà giờ lại có sức mạnh của trận pháp cứ kéo dài, thì đương nhiên Lâm Động khó lòng duy trì lâu. Từ Kim Long nổ tung, gương mặt Lâm Động vẫn lặng như mặt hồ. Sức mạnh toàn thân đã được điều động, sức mạnh có được nhờ Đại Hoang Vu Kinh cũng đã tiêu hao hết. Cứ thế này người sẽ không chịu nổi đâu." Lúc này nham lên tiếng. "Không được cũng không còn cách nào nữa, tiểu điêu bọn hắn cần thời gian." Giọng nói của Lâm Động cũng đã có phần nôn nóng. Lúc này Ngô Cửu U đang dựa vào sức mạnh của đại trận, có điều, vĩnh hằng ảo ma thân của hắn tuy lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là bản thể vô cùng hư nhược, chỉ cần ngươi tìm được bản thể của hắn thì sẽ đả thương được hắn nham trầm ngâm tìm bản thể lâm động nheo mắt ánh mắt nhanh chóng quét qua bông hoa khổng lồ rồi cười khổ trước đó hắn đã từng cảm chi căn bản không thể tìm được bản thể của ngô cửu u rõ ràng hắn ta cũng biết về nhược điểm của mình nên lẩn trốn rất tốt tinh thần lực của ngươi hiện nay chưa đến phủ tông đương nhiên không thể cảm chi đến mức độ cao có điều ngươi có tổ phù thứ thần vật này vô cùng nhạy cảm với năng lượng dị ma ngươi có thể thử xem sao nham nhắc nhở tổ phù à lâm động khẽ gật đầu trong mắt đột nhiên có hắc lôi quang cuộn trào mơ hồ dường như biến thành hai đạo phù văn cổ xưa ngay khi đó thế giới phía trước mặt hắn dường như có thay đổi bi ông hoa đen khổng lồ kia dần biến thành ma khí nơi đậm đặc nhất ẩn hiện một thân ảnh đó chính là đồng tử lâm động co lại ánh mắt khóa chặt vào trong tâm của bông hoa Chốn ở đó sao lâm động nhíu mày rõ ràng đó là nơi phòng ngự nghiêm ngặt nhất vô số sợi dây leo như những con độc long uốn lượn xung quanh muốn đột phá được nó và đả thương được ngô cửu u thì không phải việc dễ dàng nhưng lúc này không liều thì chỉ có nước bị đối phương tiêu hào hết sức mạnh mà thôi Giáo! lâm động không do dự nữa hai tay khẽ hợp lại long cốt hồng hoang trong cơ thể phát ra tiếng long ngâm kinh thiên động địa ngọc quang bùng phát biến thành một con quang long màu ngọc bên ngoài cơ thể hắn dầm quang long hình thành rồi ngay lập tức lao thẳng tới bông hoa đen huỳnh hỏa chi quang người chết chắc rồi thấy lâm động lao tê ơ như không sợ chết ngô cửu u cười khẩy hàng nghìn vạn sợi dây leo bắn ra với những cái gai sắc như đao rầm 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 vô vàn sợi dây leo quất lên con quang long âm thanh trầm đục khiến không ít người lạnh gáy dưới sức đánh đó tất cả đều nhận thấy con quang long khổng lồ kia đang nhanh chóng thu nhỏ và tối dần ha ha ngô cửu u cười điên cuồng những cú quật ngày càng ác liệt tầm mấy giây sau cùng với việc hàng vạn sợi dây leo quất xuống còn quang long triệt đề nổ tung. Vào khoảnh khắc đó, một đạo quang ảnh thoát ra, lao thẳng về phía bông hoa kia với tốc độ kinh người. Vút! Khi lâm động sắp đến gần trung tâm bông hoa thì một sợi dây leo nhằm thằng tim lâm động quất tới, xem tình hình, nếu không thay đổi quỹ đạo bay thì chắc chắn hắn sẽ bị thương. Nhưng khó khăn lắm mới tiếp cận được, nếu rút lui thì có lẽ ngô cửu u sẽ không cho hắn cơ hội nữa. Ánh mắt lâm động lóe lên sự quyết tâm, thân thể đột nhiên run lên, rồi mặc cho những sợi dây leo kia xuyên qua người, máu tươi bắn tung tóe. Mắt Lâm Động đỏ quạch, vào khoảnh khắc bị đâm vào người, hắn đã thay đổi vị trí một chút, nên dây leo chỉ xuyên qua vai, nhưng dù vậy cơn đau nhói cũng khiến Lâm Động run rẩy. Xoẹt. Thế nhưng Lâm Động không bận tâm đến những sợi dây leo đâm qua người kia, hắn lấy tay bóp nát chúng. Thân hình hắn lúc này đã ở phía trước Ngụy Hoa. "Ngươi?" Khi Lâm Động xuất hiện, giọng nói ngô cửu u cuối cùng cũng có chút kinh hoàng hắn không ngờ lâm động lại có thể tìm được chính xác vị trí của bản thể hắn như thế tìm được thì sao người có thể phá vỡ được tầng phòng ngự của ta không nhưng rồi ngô cửu u cười khẩy lâm động lúc này đã bị trọng thương nguyên lực trong cơ thể tiêu hao gần hết sức lực còn lại có thể uy hiếp gì được hắn ầm ầm tám cánh hoa khổng lồ nhu động ma khí phóng ra hình thành nên tầng phòng ngự vững chắc với tầng tầng lớp lớp ma khí tộc nhân thiên yêu điêu phía dưới vẻ mặt căng thẳng nhìn cảnh tượng đó họ đều hiểu nếu lâm động thất bại thì sẽ mất hết chiến đấu lực, lúc đó, Ngô Cửu U sẽ ra tay với những nhóm nhỏ đang muốn phá hoại trận pháp. Thành bại chỉ ở một hành động này thôi. Có điều, khi nhìn thấy tầng phòng ngự kinh người phía trước nhụy hoa, lòng họ không kìm được mà chìm xuống. Ngay cường giả truyền luân cảnh đánh toàn lực cũng khó lòng công phá tầng phòng ngự kia, với tình hình Lâm Động hiện giờ thì làm gì được. Lâm Động nhìn lên đám ma khí, bất giác liếm môi, sâu trong ánh mắt hiện vẻ sắc lạnh, cánh tay phải đột nhiên lóe hắc lôi quang chói lòa dường như hai đạo phù văn cùng xuất hiện. Phụt phụt, bàn tay lâm động bắt đầu biến thành màu hắc lôi, rồi bắt đầu chảy ra, từng giọt dịch thể rơi xuống rồi biến mất. Bàn tay, như chất lòng đó đột nhiên nắm lại, tiếng nói trầm đục cũng vang lên trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn bước ra, vung cánh tay phải lên, nắm đấm bằng dịch thể đó lao thẳng lên tầng phòng ngự ma khí. Tổ phù chi thủ Bàn tay hắc lôi quang giống như dịch thể kia xuyên thủng không khí, ngay khoảnh khắc sập đó đã đánh lên tầng phòng ngự hình thành, nên từ vô số lớp cánh hoa phụt phụt hai bên chạm vào nhau trên cánh hoa bốc khói trắng mơ hồ dường như còn vọng ra những tiếng kêu thảm thiết những cánh hoa đủ để chống lại công kích của cường giả chuyển luân cảnh lại nhanh chóng tan chảy thực lực của lâm động đúng là không bằng chuyển luân cảnh nhưng may mắn là hắn có hai đại tổ phù thứ sức mạnh đó vốn có tính khắc chế với dị ma vì thế ngô cửu u không thể ngờ được tầng phòng ngự của mình lại tiêu tùng nhanh chóng như vậy ngươi giọng nói đầy phẫn nộ của ngô cửu u vọng ra từ trùng trùng tầng phòng ngự bông hoa đen kia rung lên dữ dội vô số sợi dây leo hung hăng bắn về phía lâm động hòng chặn hắn lại cảm nhận được công thế từ bốn phương tám hướng ánh mắt lâm động lóe sáng hắn không hề có ý tránh né bề mặt thân thể lấp lánh ánh ngọc phập 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 những sợi dây leo đó hung hãn đâm thẳng lên người lâm động phần lớn bị đánh bật ra nhưng vẫn có một số sợi xuyên được qua người hắn cơn đau nhói lan tỏa trong cơ thể đôi mắt đen của lâm động bỗng chốc đỏ quạch tuy những sợi dây leo kia xuyên được qua người hắn nhưng không đâm phải nơi yếu huyệt đương nhiên nếu cứ để ngô cửu u tấn công điên cuồng thế này thì dù có nhục thế cứng rán thế nào cũng không thể chịu nổi xem ai trong hai ta sẽ gắng được đến cuối cùng mắt lâm động ánh lên sự cương quyết hắc lôi quang bỗng trào dâng trên cánh tay hắn trong bàn tay giống như dịch thể kia có thể thấp thoáng nhìn thấy hai đạo phù văn cổ xưa lúc này tỏa ra ánh sáng chói lòa giết lâm động gầm lên một tiếng chầm đục đầy sát ý tay hắn chập vào nhau năng lượng trong cơ thể thuận theo nắm đấm của hắn bắn ra ngoài bùm trên nắm đấm giống như dịch thể một chùm hắc lôi quang bắn ra vô số tầng cánh hoa đen kia gần như ngay lập tức tan rã á à! tiếng kêu thảm thiết của ngô cửu u vọng ra từ sâu trong bông hoa phụt phụt bông hoa đen khổng lồ lúc này đã nứt dạ đến thê thảm những sợi dây leo kia cũng nhanh chóng héo quát lại chỉ trong một thời gian ngắn bông hoa mang đầy tà khí đã biến mất trước bò ánh mắt chấn động. tầng phòng ngự cánh hoa tan dần để lộ ra thân ảnh Ngô Cửu U ở bên trong. chỉ là sắc mặt hắn lúc này vô cùng tái nhợt và kinh hoàng. trước ngực hắn là một cái lỗ, máu tươi không ngừng tuôn ra từ đó, rõ ràng hắn đã bị đòn cuối cùng của Lâm Động đả thương. ngươi Ngô Cửu U vẻ mặt hung hãn nhìn Lâm Động thân thể lúc này phủ đầy vết thương, ánh mắt vẫn đầy sự khó tin. hắn không thể tin nổi Lâm Động lại có thể công phá được phòng ngự của hắn. xem ra kẻ cười đến cuối cùng không phải người. Lâm Động ho dữ dội, thế nhưng hắn chỉ tùy ý quệt đi vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ngô Cửu U, ánh mắt đó khiến toàn thân Ngô Cửu U lạnh toát. Người điên rồi. Ngô Cửu U nghiến răng, vừa rồi Lâm Động gần như hoàn toàn liều mạng, chỉ cần có chút sai sót, e là kết cục đã hoàn toàn khác. Ta quen rồi. Lâm Động cười, phần lớn đối thủ hắn gặp phải đều có thực lực hơn hắn, nếu thủ đoạn không cương quyết thì e là hắn sẽ không đi đến được ngày hôm nay ta giết ngươi khóe miệng ngô cửu u liên tục co giật gương mặt méo mó đi ánh mắt để sát ý tuy hắn đã bị thương không nhẹ nhưng dù gì cũng là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh lâm động dựa vào vô số thủ đoạn đánh ngang ngửa với hắn nhưng muốn giết hắn thì rất khó vút 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 thế nhưng ngay khi ngô cửu u định ra tay giết lâm động thì thấy hắc quang trụ bán ra từ 69 đỉnh núi đồng thời biến mất theo đó ảo hương bao trùm không gian cũng nhanh chóng rút đi đó chính là dấu hiệu cho thấy đại trận đã bị phá vỡ. Lâm Động nhìn ảo hương đang tan dần, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thành công rồi. Khốn kiếp! Trận pháp bị phá, sắc mặt ngô cửu u trắng bệch, hắn gào lên, thân hình lao vút về phía Lâm Động, kình phong sắc bén, nhằm tới yết hầu Lâm Động. Xoạt! Có điều, ngay khi ngô cửu u sắp tới chỗ Lâm Động, thì một tiếng xé gió đột ngột vang lên, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện ngay trước Lâm Động, tung một trường đánh về phía ngô cửu u. Binh! kình phong cuồng bạo bùng nổ ngô cửu u bắn ngược ra say miệng hộc máu ngẩng lên nhìn thân ảnh kia không sao chứ tiểu điêu đứng phía trước lâm động liếc nhìn lâm động lúc này thân thể đầy thương thế khoái mặt hơi giật giật hỏi vẫn ổn không chết được đâu lâm động lắc đầu cũng nhờ hắn có lòng cốt hồng hoang nếu không thật sự hắn không dám làm bừa tiểu điêu thấy lâm động tuy thương thế nghiêm trọng nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm hắn lạnh băng nhìn ngô cửu u lúc này sắc mặt biến đổi bất định giờ ngươi còn gì để nói hừ hôm nay coi như các ngươi may mắn nhưng ta sẽ không để yên đâu ngô cửu u cười lạnh rồi ma khí bùng phát hắn định bỏ trốn giờ vẫn muốn chạy sao tiểu điêu thấy vậy lắc đầu cười khẩy tay vung lên lập tức có hàng trăm cột quang trụ bán tới tạo thành tấm lưới ánh sáng lớn chùm lấy ngô cửu u rầm rầm ngô cửu u dãy dụa điên cuồng trong tấm lưới nhưng không ích gì tất cả tinh anh vừa rồi đi tiêu trừ vĩnh hằng ảo ma hoa đã cùng ra tay ngô cửu u hiện giờ sao có thể thoát khỏi sự khống chế của hàng trăm cường giả áp giải hắn xuống đã rồi xử lý sao tiểu điêu lạnh lùng nói rõ các cường giả ôm quyền nhận lệnh rồi thu nhỏ tấm lưới lại kéo ngô cửu u xuống đất phong ấn nguyên lực trong cơ thể hắn lại xong xuôi tiểu điêu quay lại nhìn lâm động vẻ mặt có phần kỳ lạ không ngờ mới mấy tháng không gặp mà thực lực ngươi đã mạnh đến mức này thực lực của ngô cửu u ra sao tiểu điêu hiểu rất rõ dù là hắn cũng rất khó khiến hắn ta thành thế này vậy mà lâm động chỉ với thực lực từ huyền cảnh đại thành mà khiến hắn trọng thương thật khiến người ta phải kinh ngạc đối phó với dị ma người không bằng ta đâu lâm động cười tiểu điêu gật gù đúng là hắn không hiểu dị ma bằng lâm động lần này cảm ơn nhé tiểu điêu nhìn sang chỗ khác lưỡng lự mở ô tê chút rồi nói nói những lời này thật giả tạo lâm động lắc đầu cười bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Tiểu Điêu cũng bật cười, giữa hai người đúng là không cần phải nói những lời đó. Người thường có thể không hiểu được quan hệ giữa họ, chỉ họ mới biết. Một thiếu niên non nớt năm đó và mộ yêu linh y đuối có thể tan theo mây khói bất cứ lúc nào làm thế nào mới bảo vệ giúp đỡ nhau để rồi dần dần trở nên mạnh mẽ. Họ là huynh đệ. Chúng ta nên khởi động trận pháp hộ tông rồi. Tiểu Điêu nhìn hai chiến cục trên không trung, nói chỗ tộc trưởng thiên yêu điêu và đại trưởng lão trúc lê bọn họ rõ ràng đều không thể thật sự kích bại hai dị ma vương mà hiện nay chỉ cần thiên yêu điêu tộc có trận pháp hộ tông trợ giúp là tự nhiên dị ma vương không thể địch lại họ không cần chúng đã phát hiện ra rồi chúng sẽ không đánh tiếp đâu lâm động lắc đầu ngay khi hắn vừa dứt lời thì năng lượng cuồng bạo trên không trung dần yếu đi rồi hai hát ảnh bay ngược ra sau và tụ lại một chỗ đồ phế vật hai người bọn thiên ảo vương thấy đại trận đã bị phá rồi nhìn những cường giả thiên yêu điêu đang sẵn sàng chiến đấu sắc mặt không kìm được trở nên khó coi lần này chúng không chỉ thực hiện kế hoạch sớm mà còn tổn thất một lượng lớn vĩnh hằng ảo ma hoa tổn thật quá nghiêm trọng xem ra kế hoạch của các người phá sản rồi tộc trưởng thiên yêu điêu nhìn hai dị ma vương cười nhạt ha ha ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm lần này nếu không phải do tên phế vật kia thì thiên yêu điêu tộc các ngươi không dễ thoát thế đâu thôi đành cho các ngươi tồn tại thêm một thời gian vậy. Thiên ảo vương nhìn tộc trưởng thiên yêu điêu, khoái miệng cong lên quỷ dị. Bọn ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa, đến lúc đó, không kẻ nào cứu được các ngươi đâu. Ha ha, đại chiến lần này, dị ma tộc sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào đâu, vạn vật trên thế gan này sẽ nằm trong sự khống chế của bọn ta. Phía sau hai người bọn thiên ảo vương hiện ra lúc xoáy đen, chúng dần biến mất, chỉ còn lại tiếng cười nham hiểm vẫn vang vọng. Lâm động nhìn về nơi chúng biến mất, bàn tay không kìm được siết chặt thủ đoạn của mang ngục quá thông thiên không biết bao năm nay chân tay của chúng đã xâm nhập vào bao nhiêu thế lực rồi nếu đại chiến lại nổ ra lần nữa liệu con người có cơ hội thắng không sau khi hai dị ma vương rút lui cuối cùng nguy cơ của thiên yêu điêu tộc cũng được giải trừ việc này cũng gây nên chấn động không nhỏ cho cả tộc vì chuyện này mà từ đó sự phòng ngự trong thiên yêu điêu tộc trở nên thâm nghiêm đến cực điểm một số cường giả thiên yêu điêu tập hợp thành những nhóm nhỏ kiểm tra mọi nơi quanh thiên yêu điêu tộc trong vòng phạm vi nghìn dặm chỉ cần là bất cứ thứ gì có dính ma khí đều bị họ tiễu trừ cả triệt đề rõ ràng họ đã bị vĩnh hằng ảo ma hoa lén trôn trong núi dọa cho không nhẹ dù gì nguy cơ lần này suýt chút nữa đã khiến thiên yêu điêu tộc nguyên khí đại thương vài ngày trôi qua những cường giả bế quan trong thiên động cũng dần tỉnh lại họ vô cùng chấn kinh về biến cố đã xảy ra trong thiên yêu điêu tộc và về cạm bẫy trong thiên động lần này hẳn là nếu không có lâm động thì có lẽ bảy tám phần những cường giả trong thiên động không thoát khỏi cái chết cao tầng của thiên yêu điêu tộc hiển nhiên vừa chấn kinh vừa bạo nộ về biến cố này có lẽ ngu cử u cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp nhưng việc đó cũng không nằm trong những việc lâm động phải suy nghĩ do thương thế không nhẹ nên hắn phải dưỡng thương gần chục ngày mới dần hồi phục lại như cũ lần này rõ ràng lâm động có công không nhỏ nếu không phải hắn âm thầm lèn vào thiên động cứu tộc trường ra nếu không phải cuối cùng hắn liều mạng giữ chân ngô cửu u thì hẳn là thiên yêu điêu đã thương vong vô cùng nghiêm trọng cũng chính vì thế trong thời gian dưỡng thương ở đây hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt cảm kích và khâm phục của tộc nhân thiên yêu điêu hướng về phía hắn từ tiểu điêu có thể biết thiên yêu điêu tộc trước nay đều rất có ngạo khí muốn họ khâm phục một ai đặc biệt còn là con người thì không phải chuyện dễ đương nhiên không chỉ tộc nhân bình thường như vậy ngay những cường giả đỉnh cao bế quan trong thiên động sau khi biết lâm động đã trừ bỏ vĩnh hằng ảo ma hoa cho họ đều vô cùng cảm kích nhưng điều này cũng khiến lâm động hắn bị họ làm phiền không ít cuối cùng hắn đánh đóng cửa dưỡng thương như vậy mới tạm thời được yên tĩnh thời gian dần trôi đi vì ngày một nhiều cường giả xuất quan nên không khí căng thẳng trong thiên yêu điêu tộc cũng được thả lòng bớt trước đó thiên yêu điêu tộc bị hai dị ma vương bước đến mức đó là vì trong tộc thiếu người cộng với ngô cửu u làm nội ứng nên mới vậy hiển nhiên là thiên yêu điêu tộc sẽ không phạm lại lỗi đó một lần nữa khi thiên yêu điêu thật sự nghiêm túc thì thanh thế của một trong tứ đại bá tộc mới thể hiện nếu lần khác hai kẻ thiên ảo vương kia lại xâm phạm thì có lẽ sẽ thua thiệt không nhỏ khi không khí trong thiên yêu điêu tộc được thả lòng thương thế của lâm động cũng dần hồi phục phía trước một căn nhà trúc u tịnh trên đỉnh núi lâm động ngồi khoanh chân bên cạnh vách núi nhìn từ đây xuống sẽ thấy được cả thiên yêu điêu tộc trên bầu trời lúc này không chỉ có đại trận bảo vệ mà còn rất nhiều tiểu đội hộ vệ khí tức mạnh mẽ thỉnh thoảng bay qua bầu trời, khi nhìn thấy Lâm Động ngồi đó, tất cả đều giảm tốc độ, từ xa ôm quyền, cười với hắn rồi mới đi. Lâm Động nhìn những hộ vệ đi tuần đó cũng mỉm cười, vươn vai một cái, nhìn về trên trời xanh lam, dường như trận đại chiến 10 ngày trước vẫn còn hiện lên trong đầu. Liều đến thế rồi, vẫn không thực sự giết được cường giả chuyển luân cảnh. Lâm Động cúi xuống nhìn đôi tay mình, mím môi có phần bất lực. Hôm đó đấu với Ngô Cửu U, hắn gần như đã dùng hết thủ đoạn, nhưng dù vậy cuối cùng vẫn không thể giết được Ngô Cửu U. Đi này khiến hắn có phần cảm thán, khoảng cách giữa Tử Huyền Cảnh và Chuyển Luân Cảnh quả nhiên quá lớn. Hiện nay hắn có thể tạo uy hiếp với cường giả Chuyển Luân Cảnh, nhưng nếu chiến đấu sinh tử thì hắn khó lòng chiếm ưu thế, cộng với việc vì thực lực hạn chế nên hắn không thể kéo dài được thời gian, đó chính là yếu điểm chí mạng của hắn. Vì thế, vẫn nên nâng cao thực lực mới được. Nếu về nguyên lực giờ đột phá tử huyền cảnh viên mãn thì khoảng cách vẫn khó lòng lấp đầy, vì thế đành dựa vào tinh thần lực vậy. Đến nay, tu vi nguyên lực của Lâm Động đang ở tầng thứ tử huyền cảnh đại thành, chỉ cách tử huyền cảnh viên mãn một bước nữa thôi, nhưng dù có bước qua thì cũng rất khó để hắn có khả năng giết được cường giả chuyển luân cảnh. Nhưng may mắn là Lâm Động còn một con đường khác, đó chính là tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn hiện nay đã là tiên phủ sư đại thừa đỉnh phong, đủ để sánh ngang với cường giả tử huyền cảnh viên mãn đỉnh phong tiến thêm một bước nữa là sẽ lên phủ tông trong truyền thuyết đó là giai đoạn mang tính chất đột phá trong tu luyện tinh thần lực một khi bước lên đó uy lực của tinh thần lực sẽ được thể hiện triệt đề lúc đó huy năng của một phủ tông chỉ mạnh chứ không kém hơn cường giả chuyển luân cảnh bình thường nếu muốn trong thời gian ngắn đạt đến trình độ sánh ngang với cường giả chuyển luân cảnh thì lâm động cũng chỉ còn cách sung kích tinh thần lực mà thôi nếu muốn sung kích phủ tông thì không thể thiếu được vĩnh hằng ảo ma hoa lâm động khẽ nói này thứ ngươi cần đây rồi lâm động vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng cười quen thuộc hắn quay lại thì thấy tiểu điêu không biết đã xuất hiện từ bao giờ tiểu điêu vung tay một cái rất nhiều hộp ngọc bay ra phía trên những hộp ngọc này phủ đầy những đạo phủ văn huyền ảo rõ ràng là để phong ấn thứ bên trong đây là vĩnh hằng ảo ma hoa mà ngươi cần tất cả là 69 bông ta bảo này ngươi nhất định phải dùng thứ nguy hiểm này để tu luyện sao ngươi cũng biết nó khủng khiếp thế nào đến phụ thân ta cũng không chịu nổi ngươi tiểu điêu cho mày tuy vĩnh hằng ảo ma hoa đã bị phong ấn nhưng ánh mắt hắn nhìn vẫn còn chút e dè yên tâm ta sẽ không làm việc ngu ngốc đâu lâm động cười hắn nhìn 69 cái hộp ngọc với ánh mắt mừng rỡ rồi tay nắm lại tổ thạch hiện ra hút hết chúng vào trong ta đã nói với phụ thân việc ngươi cần số vĩnh hằng ảo ma hoa này để bế quan người bảo ngươi vào thiên động mà bế quan người sẽ đích thân cùng chư vị trưởng lão tọa trấn cho nếu có gì bất ổn sẽ ra tay cứu ngươi Tiểu Điêu nói. Vậy hãy thay ta cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động hơi khựng người, cũng không cự tuyệt. Tuy Nham không nói rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được mượn thứ nguy hiểm như vĩnh hằng ảo ma hoa để đột phá tinh thần lực là việc không dễ dàng. Nếu có tộc trưởng thiên yêu điêu trợ giúp thì sẽ được đảm bảo phần nào. Người giúp thiên yêu điêu tộc bọn ta một việc lớn như thế, mọi người đều cảm kích ngươi, trước việc này có là gì? Tiểu Điêu xua tay. Người định bao giờ bế quan? Ngay bây giờ. Lâm Động nghĩ một chút rồi đáp. Ta biết mà. Tiểu Điêu cười, hắn cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ gật đầu. Ta đưa ngươi đến thiên động, trong lúc bế quan ngươi không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Ta biết ngươi và Tiểu Viêm đã thống nhất thế lực ở thú chiến vực thành tứ tượng cung. Yên tâm, ta sẽ cho người qua đó giúp hắn, chắc cũng chẳng có kẻ nào của quạng đến gây rối đâu. Lâm Động gật đầu, tay khẽ nắm lấy tổ thạch, liệu có thể lên cảnh giới phủ tông không thì phải trông chờ vào lần này rồi. Lâm Động cũng không do dự nữa, hai người bay thẳng tới nơi sâu trong thiên yêu điêu tộc hơn 10 phút sau thì xuất hiện bên ngoài thiên động ở đây hiện nay đã được canh phòng nghiêm ngặt lâm động cũng thấy tộc trưởng và đại trưởng lão trúc lê ở đây lâm động tiểu hữu trong thiên động đã được kiểm tra rất kỹ lần này tuyệt đối sẽ không có bất cứ ẩn họa nào nữa người có thể yên tâm bế quan tộc trưởng thiên yêu điêu thấy lâm động thì cười nói làm phiền tộc trưởng rồi lâm động ôm quyền nói có gì đâu người hãy để tiểu điêu dẫn ngươi vào bọn ta ở ngoài này bảo vệ. Tộc trưởng vẫy tay, nói. Lâm Động gật đầu, nhìn Tiểu Điêu rồi cả hai cùng bay vào trong. Vị Lâm Động tiểu hữu này cũng không đơn giản, không chỉ có món siêu cấp thần vật, xếp thứ hai trong bản viễn cổ thần vật như tổ thạch, mà còn có long cốt hồng hoang, đó là thứ mà tuyệt thế mãnh nhân duy nhất thống nháy yêu thú giới mới có đấy. Trúc Lê nhìn theo Lâm Động không kìm được tán thưởng. Xem ra A Điêu kết giao được một huynh đệ không tồi. Tộc trưởng thiên yêu Điêu khẽ gật đầu, mắt hơi nheo lại có điều hắn lại dùng vĩnh hằng ảo ma hoa để xung kích phủ tông điều này ta chưa từng nghe tới lần này bảo vệ tốt một chút hắn có ơn với thiên yêu điêu tộc chúng ta nhỡ có chuyện gì ở chỗ chúng ta thì thiên yêu điêu tộc còn gì thể diện ha ha tộc trưởng an tâm ta đã bẩm báo vị ở sâu trong thiên động nhất rồi ngài sẽ chú ý trúc lê cười tộc trưởng nghe vậy mới thở phào rồi phẩy tay tất cả cường giả ở xung quanh đều tàn ra vây chặt quanh thiên động trong thiên động tại một sơn động u tịnh lâm động nhìn cửa động đằng sau màn ánh sáng hít sâu một hơi mùi đàn hương trong không khí tay nắm lại tổ thạch hiện ra rồi hắn hô nham bắt đầu thôi khi lâm động vừa dứt lời thì một đạo bạch quang lập tức bắn ra biến thành tổ thạch lơ lửng phía trước bề mặt tổ thạch hiện ra thân ảnh của nham người quyết định rồi nham nhìn lâm động lúc này đang ngồi trên thạch đài nói lúc này liệu có đường quay đầu không lâm động cười nụ cười dường như không biết sợ điều gì. Bao năm nay hắn, chưa nguy nan nào là hắn chưa gặp phải, nếu hắn sợ thì chẳng có tư cách đi được đến ngày hôm nay. Nham gật đầu với chút tán thường, rồi hắn vung tay náo, vô số tia sáng bắn tới trước cửa sơn động, ánh sáng tan đi, để lộ rất nhiều cây vĩnh hằng ảo ma hoa. Tuy chúng đều vẫn còn phong ấn, nhưng xuất hiện với số lượng lớn thế này vẫn tỏa ra một thứ ám hương khiến hồn phách người ta run rẩy. Ở đây có tất cả 84 bông vĩnh hằng ảo ma hoa, chắc người đã biết được sự lợi hại của chúng. Ảo cảnh tạo ra từ số lượng này đủ để khiến một cường gia đình phong truyền luân cảnh chết chìm trong đó. Cương mặt nham cũng xuất hiện một chút ngưng trọng hiếm thấy. Ưm, lâm động khẽ gật đầu, hôm đó chỉ ba cây vĩnh hằng ảo ma hoa đã giữ chân được tộc trưởng thiên yêu điêu, hắn đã biết rõ sự lợi hại của thứ đồ chơi này. Ta sẽ dùng sức mạnh của tổ thạch tịnh hóa ma tính trong vịnh hằng ảo ma hoa, sau đó dùng năng lượng của chúng để dựng nên luyện ngục. Luyện ngục, lâm động vừa nghe thấy cái tên này là thấy tim run run đó là nơi chuyên dùng để tu luyện tinh thần lực cũng là thứ chủ nhân ta tạo ra năm đó nhưng đáng tiếc luyện ngục ngài tạo ra hồi đó đã tan thành mây khói vì thế ta cần sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa để tạo lại nó nếu ngươi thông qua được thí luyện của luyện ngục thì có lẽ sẽ đạt đến tầng thứ phủ tông làm thế nào mới được coi là thông qua lâm động nhíu mày ta không biết nham nhún vai thản nhiên nói ngươi phải tự mình tìm đáp án thôi. Lâm Động không còn gì để nói. Ngoài ra, ta chỉ có thể dùng sức mạnh của vĩnh hằng ảo ma hoa tạo nên luyện ngục, ta cũng không thể vào đó được. Vì thế, trong đó ngươi sẽ phải trải qua sự rèn luyện vô cùng khắc khổ, hơn nữa sẽ mất đi mọi cảm chi về thế giới bên ngoài. Ngay cả ta cũng không thể giúp gì được ngươi, ở đó, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nham nhìn Lâm Động, giọng trầm xuống. Đừng tưởng ảo cảnh là hư ảo, nếu ngươi không thông qua được luyện ngục, thì sẽ mãi mãi ở trong ảo cảnh cho đến khi tinh thần thể héo mồn cạn kiệt. Đến lúc đó người sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Người vẫn muốn tiếp tục chứ? Lâm Động khẽ xiết tay lại, rồi gật đầu chậm rãi nhưng kiên định. Hà hà, tốt. Nham cười hài lòng, rồi không nói gì thêm, chỉ tay một cái, quang phủ trên những bông vĩnh hằng ảo ma hoa kia dần biến mất. Đến khi chúng hoàn toàn tiêu tan thì không khí trong sơn động dường như đông cứng lại. Rồi có những âm thanh kỳ lạ truyền ra, lâm động nhìn thấy vô số làn ảo hương đậm đặc màu đen giống như ác ma đều phóng thích lan tràn khắp sơn động do số lượng vĩnh hằng ảo ma hoa quá nhiều độ đậm đặc của ảo hương giống như mực đen vậy thứ mùi hương quỷ dị đó ngay cường giả chuyển luân cảnh nếu xông vào cũng chắc chắn chết bạch quang ấm áp chiếu lên người lâm động tách hắn cách biệt hỏi thứ ảo hương đặc như mực kia nham đứng cách đó ba thước quanh người hắn cũng không có ảo hương ảo hương lập tức sẽ bắt đầu xâm thực ngươi ánh sánh quanh người sẽ tịnh hóa ma khí trong ảo hương, nhưng ngươi vẫn rơi vào ảo cảnh, sau đó thì phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Vẻ mặt nham có phần ngưng trọng, nói. Ưm. Um. Lâm động gật đầu, hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó hắn thấy cuồng sáng quanh người mình bắt đầu nhạt dần. Còn đám ảo hương dày đặc kia thì như ác ma dơ nanh múa vuốt điên cuồng tấn công hắn. Nào tới đây, hãy cho ta xem sự lợi hại của các ngươi. Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại, vào khoảnh khắc mắt nhắm hẳn một tên lửa đã lóe lên ảo hương màu đen cuối cùng chảy vào quần sáng nhấn chìm thân thể lâm động mọi âm thanh đều biến mất nham đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát lâm động rơi vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh cũng thở ra một hơi dài rồi lầm bầm tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi không lâu sau khi bị ảo hương vùi lấp lâm động liền cảm thấy thần trí của mình nhanh chóng rơi vào màn đêm trong này tĩnh lặng như tờ rất lâu sau màn đêm mới dần rút đi ánh nắng chói trang chiếu xuống khiến lâm động bất giác nhào mắt lại chạm tay xuống đất thì thấy một lớp cát rất nóng bỏng lúc này lâm động nhào mắt quan sát bốn bề cả trời đất không có một thứ màu sắc nào khác ngoài màu vàng đỏ nóng bỏng cả không gian rừng rực cháy như trong lò lửa còn hắn là một con kiến trong cái lò đó nơi này dường như là một vùng sa mạc đây chính là luyện ngục lâm động nhíu mày đứng dậy khẽ vỗ lớp cát nóng bỏng trong lòng bàn tay rồi theo thói quen vận nguyên lực ngay sau đó cơ thể bỗng cứng lại vì hắn đột nhiên phát hiện nguyên lực trong cơ thể đã biến mất hoàn toàn không dùng được cả nguyên lực sao lâm động nhan chán cảm nhận thân thể một chút mới nhận ra giờ hắn chẳng còn gì cả không có nguyên lực hùng hồn không có nhục thể cường đại cũng chẳng có tinh thần lực dồi dào cái duy nhất hắn có chỉ là thân thể yếu ớt như hồi hắn mới tu luyện ở thanh dương chấn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh gì các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người